Sáng nay, đơn vị thí điểm làm sạch sông Tô Lịch, tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản cùng nhiều đại diện cơ quan môi trường Việt Nam đã lấy mẫu nước sông Tô Lịch sau nhiều tháng thí điểm làm sạch theo công nghệ Nano Bioreactor. Đại diện thuộc các sở xây dựng, sở tài nguyên và môi trường, sở khoa học và công nghệ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cùng đơn vị làm sạch đã lấy mẫu nước sông để tiến hành đánh giá quá trình xử lý ô nhiễm môi trường. Các chuyên gia cũng đã cùng thả cá vào hai mẫu nước. Kết quả trực quan đã thể hiện rõ nước sau khi xử lý trong, không mùi, không bùn. Khi thả, cá vẫn có thể bơi bình thường. Còn ở mẫu nước trước xử lý thì cá đã chết sau vài phút. Thì theo cái con số chỉ số phân tích của Viện Công nghệ Môi trường thì cái hàm lượng oxy chỉ đạt khoảng 0,1 mg trên lít thì nó chỉ bằng 1/20 lần so với cái quy định tối thiểu là phải yêu cầu phải đạt 2 mg trên lít theo quy chuẩn Việt Nam 08. Một đánh giá trực quan khác qua thiết bị đo mùi được sản xuất tại Nhật Bản. Trong cái nước thải mà chưa xử lý nó có H2SN3. Thì khi mà mình lấy lên thì mình lắc lên cái khi nó bốc ra thì cái lượng mùi nó sẽ rất nhiều. Còn nước sau xử lý thì mình đã xử lý được hết hai cái mùi đấy thì cái chỉ số mùi gần như là giảm rất nhiều. Nó sẽ đang tiếp tục giảm. Có thể nhiều phương án khác nhau. Lúc đấy ta phải chọn một cái phương án nào hay là 2-3 phương án để kết hợp cho nó tối ưu. Cũng trong sáng nay, 50 con cá koi, cá chép Nhật và 50 con cá chép Việt Nam đã được thả xuống khu vực nước sau khi xử lý. Cá chỉ sống được khi môi trường nước đảm bảo sạch, không bị ô nhiễm. Sẽ có một nhân viên phụ trách chăm sóc và theo dõi tình hình của các loại cá này. Người dân có thể đến xem trực tiếp hàng ngày. Còn kết quả đánh giá của các cơ quan chức năng sẽ được công bố trong vòng từ 7 đến 10 ngày tới.